với sự tham gia của các diễn viên Tống Minh Vũ trong vai Bành Hy Triết, Lưu Vân trong vai Tô Di Văn, Từ Việt trong vai Lâm Phong, Trần Tân Tuyền trong vai Thẩm Nhược Nghiên, Dư Giai Miễu trong vai Diệp Tử Sam, Cảnh Nghệ Triển trong vai Lý Diễm, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Sản xuất Tiểu Vương Xương, đạo diễn Dương Tông Đức, để yêu. Chị ơi, mấy hôm nay tụi Đại Mau và Học Học không tìm em gây sự nữa. Vậy tốt rồi, lấy lại đi, đây là quà mà Di Văn tặng em đó. Vậy chị ấy đâu, sao không tự mình tặng em? Chị cũng không biết, sau này em phải gọi là chị Di Văn đó. Không gọi. Nhưng mà em lúc nào cũng gọi chị là chị, không gọi Di Văn là chị là không được. Vậy ít ra chị ấy cũng phải hành xử giống chị gái chứ. Sau này ai ăn hiếp em nói với chị. Nè, nè, đứng dậy, 1, 2, 3. Nè nè, dựa vào đây, dựa vào. Chân phải giữ vững. Được rồi, rồi. Chị không bị đau ở đâu, thiệt đó chứ? Vậy đi nha, bắt đầu nè. Ê, bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi đó hả? Đúng rồi. Vậy lúc nãy chị bị té như vậy gọi là gì? Ai mới bắt đầu học đều cũng phải trải qua chuyện đó. Được rồi, yên tâm đi. Thôi chị không cần, không cần. Chị cảm thấy như vừa nãy là thách thức cực hạn của loài người rồi đó. Bây giờ cuối cùng chị cũng trải nghiệm được cái gì mà lướt trên băng chứ. Chị vẫn chưa trượt ra sân mà. Ở ngoài sân băng không biết chỗ nào mỏng, chỗ nào dày đâu. Mỗi bước đi đều rất đáng sợ, đều phải tự cố gắng. Nhưng tuyệt đối không thể lùi bước được. Chị không muốn học trượt băng đâu. Chị biết không, từ thời khắc chị bước vô sân trượt thì không thể quay đầu nữa. Cứ do dự hoài, không tiến về phía trước, chị có rơi xuống hố thôi. Chị có thể tránh ra khỏi mặt hồ mà. Đi đường vòng không được hay sao? Nhưng mà hồ băng rất đẹp. Có thể vì chị thấy nó đẹp mà không thoát khỏi đó được, nên mới nói cái gì đẹp đều có nguy hiểm. Đi thôi.
Đã trễ vậy rồi anh còn tính đi đâu sao? Dạ dày cô ấy không khỏe, đi mua thuốc cho cô ấy. Rõ ràng là anh không yêu cô ấy, tại sao anh còn muốn đối xử với cô ấy ấm áp như vậy chứ? Rồi cô ấy sẽ trở thành bà Lâm thôi. Để ổn định mối hôn nhân thương mại này, tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông. Còn cô, chúng ta chỉ là mối quan hệ vì lợi ích công việc. Tôi hy vọng cô sẽ không quên thân phận của mình. Mang chiếc áo này, ga giường cùng những gì cô đã sử dụng dứt hết đi. Mong rằng lúc tôi quay trở lại, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì của phụ nữ nữa. Tôi cũng không mong sẽ nhìn thấy cô ở đây. Đã ngủ chưa? Anh đang ở dưới lầu. Rồi, đưa nón cho em. Bây giờ chị... Rồi, từ từ. Bây giờ chị từ là từ người thôi. Tàn tật rồi. Phải ăn nguyên đan thì mới có thể bảo toàn thân thể được. Nè, chị đang lừa em nấu cơm cho chị ăn có phải không? Bây giờ chị muốn ăn thịt kho tàu, giò heo hầm nữa. Chị muốn ăn... Dừng lại. Chị thật sự không sợ mập hả? Chỉ cần nghĩ không là sẽ không thôi. Sao vậy? Thì là một khi trong lòng không có lòng tin rồi, tất cả những gì ăn vào đều sẽ biến thành không khí, mỡ cũng sẽ không nhiều lên. Như vậy sẽ không bị mập. Bây giờ chị bỏ tiền mua thịt, cho dù là ăn vào hay mập ra, chị đều dựa theo nguyên lý tiêu hóa hết mà. Mập thì mập, có mập cũng không ngăn cản được việc chị ăn đâu. Giống như hôm nay em có chuyện muốn nói với chị. Sao lại không nghe điện thoại của bạn trai? Chị hỏi em, em nói xem một người đàn ông hoàn hảo sẽ lấy một phế vật làm vợ hay sao? Được rồi, chị đã hiểu ý em rồi. Hết. Dì Văn, chị đừng suy nghĩ linh tinh. Mỗi người đều sẽ có góc khuất riêng của mình. Hơn nữa bây giờ chị có công việc, có bạn bè. Quan trọng hơn là chị xinh đẹp ấm áp. Quan trọng nhất nữa là chị có thể chấp nhận được bản thân không hoàn hảo như vậy. Chị... Nhưng chị phải nhớ là chị xem mấy người đó kìa. Có người vì sợ mất việc mà thay đổi CV của mình. Cũng có người vì hư danh của mình mà suốt ngày đăng đủ thứ. Nào là những điều tốt đẹp, nào là cuộc sống tốt đẹp, lên trên các trang mạng xã hội đăng suốt ngày. Chỉ có người không chấp nhận bản thân yếu kém mới thực sự là kẻ yếu kém, chị hiểu không? Chị vốn dĩ đã giỏi rồi, có hiểu chưa? Chị phải tin vào chính mình. Sao túi của em phồng lên dữ vậy? Có gì đâu. Di Dân à, em đi đây. Cậu ta là đứa em trai ba mẹ em nói sao? Ừ. Cậu ta chạy làm gì? Nếu như trước đây anh có làm gì sai hay lỡ nói cái gì không đúng, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Anh tìm em có việc gì hay không? Anh lo em ở một mình không có ai chăm sóc nên qua đây đưa em thuốc thôi. Cảm ơn. Đứa em trai đó của em trẻ như vậy vẫn qua tìm em, nó có việc gì gấp sao? Nó không làm phiền gì em nghỉ ngơi chứ? Vậy bây giờ có phải anh đang làm phiền hay sao? Anh là chồng chưa cưới của em, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Em đồng ý gả cho anh hồi nào chứ? Sao anh tự tin dữ vậy? Nghĩ em không cưới ai ngoài anh hả? Tại sao việc gì anh cũng nắm quyền hết vậy chứ? Anh muốn yêu thì yêu, muốn kết hôn thì kết hôn,
dựa vào cái gì vậy? Bởi vì anh yêu em. Đừng có tùy miệng nói yêu em nữa. Cũng đừng giả vờ đối tốt với em. Em sợ bản Sơn sẽ lầm tưởng. Dì Vân à, em có thể bình tĩnh lại được không? Có phải là có ai đó nói gì với em không? Thật ra anh vốn dĩ không hề yêu em. Anh chỉ quan tâm tới bản thân mình. Anh chọn em cũng là vì gia đình của em. Thậm chí em là người như thế nào, anh vốn dĩ cũng không thèm quan tâm tới. Cô gái nào sau này có thể gả cho Triết nhà ta nhất định là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này luôn đó. Chỉ có người không chấp nhận bản thân yếu kém mới thực sự là kẻ yếu kém, chị hiểu không? Chị vốn đã giỏi rồi, có hiểu chưa? Chị phải tin tưởng bản thân. Alo. Mình thì Triết, cái đồ khốn nạn này, ai cho em vi phạm hợp đồng thuê nhà dọn ra ngoài, bỏ lại con người vô dụng như chị ở lại một mình? Em đang ở đâu rồi? Em sợ bạn trai chị hiểu lầm. Em ở chung nhà với chị không tiện. Chị bị thất tình rồi. Buồn ngủ chưa? Em đã hứa với chị rồi, em sẽ dẫn chị đi xem một trận đấu thật sự. Tuần này tụi em thi rồi, có muốn đi cùng em không? Ngủ ngon. Cậu với Lâm Phong có chuyện gì vậy? Hai ngày nay thấy thái độ của hai người cứ kỳ kỳ sao đó. Mọi người trong công ty đều đang bàn tán chuyện của hai người. Ở công ty mình đã rất cố gắng tránh anh ấy, nhưng mà vấn đề đây là công ty của anh ấy, đi đâu cũng không tránh được hết. Mình xin nghỉ phép rồi mà vẫn không duyệt nữa. Cậu cũng không phải sống bằng công việc này, mắc gì phải quan tâm tới sắc mặt người khác chứ. Nếu cảm thấy không vui vẻ, cậu cứ xin nghỉ việc là được rồi. Xin nghỉ việc hả? Ừ. Cậu nghĩ đơn giản quá hả? Bộ cậu nghĩ Lâm Phong sẽ tha cho mình hả? Đầu tiên anh ấy sẽ đi tìm ba mẹ mình mét tội mình. Nghĩ tới hai lão đại đang ở nhà, nếu như biết tin mình muốn xin nghỉ việc
Phản ứng lúc đó của hai người là mình nổi hết da gà luôn nè. Đúng là hối hận thiệt á. Lúc đầu mình nghĩ mình nên từ chối, có chết cũng không tới công ty của người yêu làm việc. Chia tay một cái là đủ thứ chuyện. Cái gì? Cậu với Lâm Phong chia tay rồi? Tại sao vậy? Chỉ là cảm thấy hai đứa không hợp nhau lắm thôi. Thôi kệ đi, không nhắc tới nữa. Cuối tuần cậu có rảnh không vậy? Ừ, trước mắt là không bận gì. Sao vậy? Ừ, chúng ta đi tới buổi họp mặt chị em bạn gì đi. Mình cứ quên lên quên xuống, chút xíu lại làm mất. Vậy cậu với Lâm Phong... Thôi đừng nhắc anh ấy nữa. Ừ, vậy thì được. Đã hỏi rõ ràng chưa? Có phải là có người con trai khác tiếp cận cổ không? Không phải anh quy định là chúng ta chỉ bàn công việc thôi sao? Bây giờ phải xử lý chuyện Tô Di Văn, đó mới là chuyện trọng đại của công ty chúng ta. Tới bây giờ anh vẫn không biết anh có thể lấy được vé mời của hội nghị thượng đỉnh không. Nhưng mà anh nhất định sẽ lấy được. Tuy là em đã tiếp cận Châu Kỳ Sơn, nhưng mà ông ta chỉ là giám đốc dự án thôi. Nếu như anh có thể trực tiếp đàm phán với lãnh đạo cấp cao, thì sự hợp tác giữa công ty chúng ta và tập đoàn Hoa Nhuệ có thể được kéo dài lâu hơn nữa. Em đã đi nghe ngóng rồi. Đối tượng được mời của hội nghị thượng đỉnh lần này là 10 doanh nghiệp đứng đầu của ngành. Tài nguyên của công ty chúng ta không đáp ứng đủ. Xin chào chủ nhà. Tôi là ba của Bành Hy Triết, Bành Gia Minh. Lần trước vì lo lắng cho Triết nên đã đến thăm hơi đột ngột, cũng không kịp chào hỏi, cảm thấy thật có lỗi. Hôm đó thấy cậu tăng ca đêm, cảm thấy bản thân đã làm phiền cậu quá. Vốn dĩ tôi muốn gặp cậu để xin lỗi trực tiếp, sau đó nghĩ rằng hay là gửi cho cậu một ít đặc sản ở dưới quê, hy vọng cậu sẽ thích. Thằng Triết nói với tôi, cậu đối xử với nó rất tốt. Còn vì nó là sinh viên, chưa đủ kinh tế, nên giảm bớt tiền thuê nhà cho nó nữa. Là ba của nó, tôi lại không thể cho nó những thứ tốt nhất. Khi nghe nó nói với tôi chuyện này, tôi thật sự vô cùng cảm động. Thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây. Cái thằng nhóc này tính tình bướng bỉnh, cũng không nói nhiều. Lúc nó mới sinh ra, mẹ nó mất vì tai nạn giao thông, cho nên một mình tôi vừa làm ba vừa làm mẹ, dạy dỗ con cái cũng có nhiều cái thiếu sót lắm. Nếu như nó có cái gì không tốt, cậu cứ nói với tôi sẽ dạy lại nó. Nhưng mà thằng nhóc Triết này có rất nhiều điểm đáng yêu đó. Sau khi cậu hiểu về nó rồi, sẽ thấy rằng nó là một thằng nhóc cực kỳ ấm áp, lại vừa có ước mơ riêng. Tôi còn nhớ lúc nó còn nhỏ, thằng Triết thấy một tấm ảnh chụp lại hồ băng Baikal. Cho tới bây giờ, ước mơ của Triết chưa từng thay đổi. Nó luôn mong có thể tới đó để trượt băng một lần. Cậu xem, cứ toàn nói tới thằng Triết, tôi lại bắt đầu kể lể rồi. Nghe Triết nó kể, cậu vì trả tiền thuê nhà ở trong thành phố lớn này đã làm việc rất cực khổ. Tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi muốn thay mặt cho thằng Triết gửi lời cảm ơn vì đã chăm sóc nó. Chúc cậu mọi điều tốt lành hết. Có phải huấn luyện viên Âu ngày mai trở về rồi không? Đúng vậy, ngày mai Diệp Tử Tuấn cũng trở về làm huấn luyện viên tạm thời. Đại thần! Diệp Tử Tuấn! Phải đại thần đó không? Cuối cùng cũng được gặp đại thần rồi. Đúng vậy, ngày mai anh ấy sẽ quay lại, sau đó sẽ giúp chúng ta tăng cường luyện tập,
để có thể đánh bại đội gấu xám luôn. Ủa, có người đang gõ cửa hả? Phải Tử Sam không? Tử Sam mà gõ cửa không có nhẹ nhàng như vậy đâu, toàn đá chân đạp cửa thôi. Ra xem thử đi. Ồ. Ê, chị hả? Ê, để em giúp chị nha. Chào em. Có gì đâu. Chào chị, chào chị. Sao chị lại tới đây? Chị lo tụi em tập luyện khát nước, cho nên đã mua ít nước tăng lực tới để phục hồi năng lượng đó. Cảm ơn chị. Nè, mình muốn qua đây. Cái này xịn nè. Coi nè. Cái này uống cũng được nha. Nhìn ngon thiệt đó. Cái này ngon lắm đó nha. Cái này ngon đó. Cười gì vậy? Có phải em cảm thấy chị đi bộ trong khuôn viên trường nhìn lạ lắm không? Đâu có. Em thấy bọn họ đang nghĩ sao ở trong trường mình lại có một bạn sinh viên nữ xinh như vậy. Em đã quen với chỗ ở bên ngoài chưa? Em có muốn chuyển về lại hay không vậy? Vẫn ổn mà. Sao tự nhiên hôm nay chị tới trường tìm em vậy? 2 ngày trước chị nhận được một bưu kiện là đặc sản mà chú gửi tới. Còn có một bức thư gửi cho chủ nhà để cảm ơn nữa. Chủ nhà? Đúng rồi, chị chính là chủ nhà đó. Chú Gia Minh rất là thương em. Trong thư chú viết cho chị có nói, ước mơ lớn nhất của em từ nhỏ cho tới lớn chính là tới hồ Baikal để trượt băng. Sao trước tới giờ em chưa nói với chị chuyện đó ha? Bởi vì giấc mơ đó thay đổi rồi. Đổi thành cái gì? Em ước có thể cùng với người em yêu nhất đến hồ Baikal để trượt băng. Lãng mạn dữ ta, thằng nhóc này. Chị có muốn đi cùng em không? Chị là chị của em mà. Chị đi để làm kỳ đà hay gì? 2 ngày nữa là thi đấu rồi đó. Chuẩn bị tới đâu rồi hả? Vẫn ổn. Đối với tụi em mà nói, trận thi đấu này rất quan trọng. Nếu như để thua, có khả năng sẽ mất đi cơ hội tham gia các trận đấu khác. Đối với các thành viên khác trong đội, có thể chỉ mất đi cơ hội thôi. Nhưng mà đối với nghiên cứu sinh năm 2 như tụi em, đây có thể là lần thi đấu cuối cùng được thi ở trường rồi. Bây giờ em rất thấu hiểu cảm giác của Messi khi tham gia World Cup. Em đó, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Bớt suy nghĩ lại đi, tập luyện thiệt tốt. Hôm thi đấu, chị sẽ tới để cổ vũ cho em mà. Mấy hôm nay em không có ở nhà, chị ở mình có sao không? Thật ra chị thấy ở nhà một mình không quen chút nào hết. Mỗi lần về nhà, trong lòng cảm thấy thật là trống rỗng. Bởi vì chị biết, hồi trước dù chị có về trễ cỡ nào, em đều sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon đợi chị. Có bánh bao nè, bánh nướng nè, sủi cảo, đủ các món ăn luôn. Còn bây giờ, một mình chị ở nhà, chị có thể một ngày ăn 3 bữa mì gói thôi. Nhưng mà không sao hết, em cứ yên tâm đi. Chị tin bản thân mình có thể thoát khỏi nỗi buồn thất tình sớm thôi mà. Dù sao đi nữa, tình cảm cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Có đúng không? Thôi được rồi, thời gian này em cố gắng tập luyện cho tốt. Chị không làm phiền em nữa. Thôi chị đi trước ha. Đừng có ăn mì gói nữa. Muốn ăn cái gì? Gọi điện cho em. Biết rồi. Cố lên nha, em trai. Sao hôm nay cậu trang điểm đẹp vậy? Nói mình nghe coi, trang điểm đẹp như vậy để làm gì hả? Cậu nói thử coi. Trùm cho người ta leo cây. Tự nhiên nay rảnh thì hẹn mình vậy. Cậu có biết chồng chưa cưới của Di Dân là ai không? Cậu ấy có nói qua, hình như là người sáng lập một công ty mạng tên là Lâm gì đó. Cậu sao vậy? Chẳng lẽ là công ty của cậu hả? Ừ. Hả?
Vậy chẳng phải là... Đúng là không có gì giấu được cậu hết. Dì Văn có biết không? Dì Văn à, sao lại là anh chứ? Nhật Nghiên đâu? Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Ê, Nhật Nghiên đâu rồi? Hôm nay là trận đấu quan trọng của em trai em à. Trời ơi, sao mà chưa tới nữa vậy? Tính sao, sao đây? Lát nữa tính. Làm sao giờ? Sắp bắt đầu rồi đó. Thiệt cái tình. Giờ sao? Lâu dữ ta. Sao huấn luyện viên còn chưa tới nữa? Chắc đang trên đường đi á. Hey, liên lạc được rồi. Nhưng mà họ đang gặp một cơn bão. Tất cả mọi người đều bị kẹt tại sân bay rồi. Chắc là không về kịp. Vậy phải làm, vậy sao? Phải làm sao? Đúng đấy. Rồi. Đúng rồi. Sắp thi đấu rồi. Bởi vậy. Nè, anh sợ là bên trong nhiều người em đi lạc nữa. Chào bạn, cho hỏi hai người đến xem thi đấu phải không? Chứ còn làm gì nữa. Xin lỗi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng tôi phải vào trong thôi. Ê, cho hỏi bạn thích xem môn thể thao này hay là thích đội tuyển nào nên đến cổ vũ cho họ. À, bạn gái tôi rất thích xem bộ môn này nên tôi dẫn cô ấy đi xem thôi. À, thật là ngưỡng mộ đàn ông Trung Quốc. Bạn học này chắc chắn là fan cứng của đội gấu xám rồi có phải không? Cho hỏi có thể cùng người yêu đi coi trận đấu thắng chắc như vậy, chắc là hạnh phúc lắm có đúng không? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, sao cô lại nói là đội gấu xám sẽ thắng chắc chứ? À, thì ra là fan của đội kiến đỏ. Không phải là tôi công kích bạn đâu, nhưng mà huấn luyện viên của đội kiến đỏ vẫn chưa trở về. Đội của họ bây giờ như là rắn mất đầu vậy. Kết quả của trận đấu có thể đoán ra được là ai thắng rồi. Xin lỗi. Là một phóng viên chuyên nghiệp đã tham gia phỏng vấn trận đấu lại tự tiện đoán kết quả thắng thua của trận. Cô làm như vậy không hề có chút đạo đức nghề nghiệp nào hết. Hôm nay cô đứng ở đây nói lời xin lỗi đến tất cả thành viên của đội kiến đỏ đi. Thứ mà các trận khúc cung cầu mang lại là sự va chạm và xung đột. Đài truyền hình đưa micro này cho tôi là muốn tôi đến đây để lưu lại những điểm sáng trước giờ thi đấu. Suốt ngày đóng vai người tốt thì có thu hút nhiều lượt xem hay không? Việc mà cô đang làm bây giờ hoàn toàn bóp méo sự thật. Hai người là phóng viên, không phải là đi quay và nói sự thật hay sao? Lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để kích động mâu thuẫn. Hai người là phóng viên thuộc đài truyền hình nào? Tôi muốn kiện hai người. Còn nữa, hôm nay nhất định hai người phải xin lỗi đội kiến đỏ. Nếu không, không xong với tôi đâu. Chào tất cả các bạn. Chào mừng đến với giải đấu khúc cung cầu cấp sinh viên toàn quốc kỳ 7. Trận đấu sắp bắt đầu. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi. Làm gì thấy ghê vậy? Còn muốn gây chuyện với chúng ta nữa. Lúc nãy quay lại hết chưa vậy? Quên mở máy rồi. Nhưng tôi có dùng điện thoại quay lén được một khúc, có hơi mở một chút. Hai người là phóng viên thuộc đài truyền hình nào? Tôi muốn kiện hai người. Để rồi coi. Kỳ thi năm nay diễn ra vào ngày trong tuần. Rất nhiều bạn học sinh bị đụng với giờ học không thể đến ủng hộ đội tuyển của trường. Nhưng trong hội trường có rất nhiều người vì yêu thích môn khúc cung cầu này mà tham gia. Vậy thì tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau chờ đón cuối cùng đội tuyển nào sẽ dẫn trước trong trận đấu này đoạt giải quán quân toàn quốc. À, em, chị ơi. Nè, em biết là hai người không mang theo áo khoác, lạnh lắm. Cảm ơn hai người, cô kia ngồi đi, đi thôi. Đi. Đội trưởng đang nhìn gì vậy? Trận này nát chắc rồi, bọn họ vẫn đang nhìn chúng ta. Làm sao đi? Thành viên chủ lực không có, khí thế thi đấu giảm một nửa. Tới lúc đó đối phương đổi người vào sân, chúng ta còn không có thời gian nghỉ giữa hiệp. Chị ơi, anh này là... À, anh là chồng chưa cưới của Di Văn, Lâm Phong. Em cứ gọi anh Lâm được rồi. Thì ra là anh rể. Chào anh, em là Tử Sam, em là người phụ trách quản lý đội. Đã từng nghe chị Di Văn và Triết nhắc qua anh rồi. Hôm nay được gặp trực tiếp, quá xanh đẹp trai như vậy, nhìn nó xứng đôi với chị luôn đó. Sẽ có tướng phu thê. Đây, cho hai người nè. Cảm ơn. Con kiến kiện củ khoai, kiến đỏ thắng gấu xám. Con kiến kiện củ khoai, kiến đỏ thắng gấu xám. Cảm động quá. Em cứ 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra được cái khẩu hiệu này đó. Viết hay lắm đó. Hôm nay chúng ta cùng chờ đợi Triết thể hiện nè. Hôm nay sợ khiến hai người thất vọng rồi. Nhưng mà nếu đội mình có thua thì cũng không trách Triết được.
Đây là lần đầu tiên đội chúng ta gặp khó khăn như vậy. Tất cả là tại huấn luyện viên chưa trở lại. Kết quả không quan trọng, quan trọng là mọi người đã nỗ lực cố gắng, không bị thương là tốt rồi. Nhật Nghiên đâu ta? Hôm nay em rõ ràng có hẹn với cậu ấy mà. Cô ấy nhờ anh đi với em đó. Chúng ta xem thi đấu đi, lát nữa anh giải thích với em sao. Tại sao cậu lại nói chuyện này với mình? Cậu không sợ mình vạch trần cậu sao? Là một người bạn thân, một người chị em tốt, mình cảm thấy cậu hoàn toàn có thể trực tiếp nói với cậu ấy. Sau đó cậu có thể chứng kiến cảnh cậu ấy lật mặt với chồng và đoạn tuyệt với mình. Nhưng mà đương nhiên, nếu như cậu chọn muốn để cậu ấy được hạnh phúc, cậu có thể giữ bí mật chuyện này. Thẩm Nhược Nghiên, mình thấy cậu thật sự điên rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn đại học với nhau 4 năm. Cậu có chuyện gì, người đầu tiên giúp cậu luôn là Di Văn. Cậu làm như vậy thấy có lỗi hay không hả? Cậu mau ngồi xuống đi, mọi người đều đang nhìn cậu đó. Đừng hòng kéo mình về phe của cậu. Nói cậu biết, không bao giờ đâu. Cậu thì xem cậu ấy là bạn thân, nhưng mà cậu ấy đã không chắc xem cậu là chị em tâm giao. Người con trai mà cậu yêu thầm trong đội khúc côn cầu đó có mối quan hệ không bình thường với cậu ấy đâu. Cậu là gì? Cậu xem đi, tương tác giữa hai bọn họ rất thân thiết. Hơn nữa là tối nay người ta còn hẹn Di Dân đi xem thi đấu, chủ ngồi VIP luôn đó. Làm sao cậu biết chứ? Bên đó có đưa cho mình 2 tấm vé, nhưng mình không hứng thú với khúc côn cậu. Cậu nghĩ xem, tại sao cậu ấy cứ một mực muốn đi với mình mà không mời cậu? Lúc đó mình chỉ tùy tiện nói thôi. Một thằng nhóc dắt mũi chưa sạch, mình không quan tâm. Dù cậu có nói thật hay là nói dối lòng, thì có một số việc không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ đâu. Di Văn còn có chồng chưa cưới, nhưng mà cậu ấy bây giờ lại có mối quan hệ không rõ ràng với thằng nhóc dắt mũi còn chưa sạch kia. Mình không muốn tổn thương cậu ấy, mình cũng không muốn đối đầu cậu ấy. Mình chỉ là không muốn buông tay người đàn ông trong lòng của mình thôi. Chỉ vậy thôi. Đội trưởng, cậu làm cái gì vậy? Triết à, sao vậy? Giày của Triết đã bị thương rồi. Có vẻ các thành viên của đội Kiến Đỏ hơi đuối sức, nhưng vẫn không từ bỏ. Đội trưởng của Kiến Đỏ là Bành Hy Triết, thành viên xuất sắc mạnh mẽ của đội. 2 năm liên tiếp được đánh giá là thành viên chuyển vọng nhất Bắc Mỹ, sát cánh cùng Diệp Tử Tuấn, là 2 tuyển thủ ưu tú của Trung Quốc. Đối mặt với tình thế hiện tại, cậu ấy có thể dựa vào khả năng của mình xoay chuyển cuộc chiến không? Bành Hy Triết cố lên! Bành Hy Triết cố lên! Cố lên anh Triết ơi! Bành Hy Triết cố lên! Tuyệt quá rồi, 1-0 rồi. Bọn họ tuy là có đủ người, sao còn áp dụng chiến thuật kết hợp 3 mũi nhọn, không hề có tác dụng. Mình thấy bọn họ không xứng là gấu xám, nên là chó xám mới đúng. Tôi lúc đầu vào họ ghi 1 trái, làm chúng ta phản ứng không kịp. Nhưng mà khúc sau của trận đấu, cậu đã kiên trì cầm cự được 19 phút luôn đó. Là mọi người đã cầm cự 19 phút. Có lỗi với mọi người quá. Là lỗi của tôi, vì lúc mở đầu đã để vào 1 trái. Nhưng mà về sau của trận đấu, chúng ta không đổi người, cũng đã kiên trì cầm cự rồi. Tôi biết là bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy đội Kiến Đỏ chúng ta sắp toi rồi, nhưng chúng ta phải kiên trì cho cả thế giới thấy rằng đội Kiến Đỏ chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta là ai? Quán quân! Chúng ta muốn cái gì?
chiến thắng. Ê, chị Di Dân. Anh vừa làm cái gì vậy? Hồi nãy có kiss cam quay phim vừa mới leo trúng chúng ta. Vậy thì chúng ta đương nhiên phải tuân theo quy tắc, cũng để thực hiện mong ước của mọi người luôn, thể hiện tình cảm. Nè, các đội tập trung. Hiệp 2 của trận đấu thật sự rất quan trọng. Chúng ta áp dụng chiến lược thiên tỷ đua ngựa đi. Gà ta sao? Sốt chua cây hay là cây tê vậy? Thiên tỷ đua ngựa là dùng thế mạnh của mình đánh vào điểm yếu của người khác. Hiệp 2 tập trung lên nha. Nói cậu đó, cậu phải cố hết sức, cố gắng tấn công thẳng vào vùng cấm của đội kia, xem có cơ hội ghi bàn không. Chủ yếu là thời gian để tấn công tuyến hậu vệ có thể sẽ còn quá ít. Được. Mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh thừa nhận anh không phải là người đàn ông tốt, luôn phớt lờ cảm xúc của em. Anh cho rằng nhận được sự đồng ý của gia đình là có thể bỏ qua được vài bước trong tình yêu. Ngày hôm đó em hỏi anh có phải vì gia cảnh gia đình em nên mới quen em không. Thật ra anh biết em đã hiểu lầm anh rồi. Nếu như lúc đó thật sự đơn giản như vậy, tại sao lúc đó anh không giải thích đi? Bởi vì trước đó anh chưa từng gặp qua vấn đề như vậy bao giờ. Anh thật sự không biết phải trả lời em như thế nào nữa. Anh thậm chí còn móc điện thoại ra lên mạng tìm thử cách nào đó giúp bạn gái nguôi giận hay không. Sau đó có nhiều lần anh muốn giải thích trực tiếp với em, nhưng mà em lại luôn né tránh anh. Anh sợ ép em quá em sẽ bỏ công ty rời bỏ anh. Tới lúc đó anh thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Di Dân à, anh biết lý do em giận dỗi bởi vì anh đã gia trưởng quá. Về điểm này anh thật sự xin lỗi em. Xin lỗi em. Vậy bây giờ em có đồng ý nghe câu trả lời của anh không? Nói thật nha, em thật sự không biết bản thân có nên tin anh nữa hay không. Thật ra hôm đó còn có một lý do quan trọng, đó là vì anh ghen. Nửa đêm nửa hôm thấy em và một người con trai trẻ tuổi đi chơi với nhau, anh cảm thấy không thoải mái đâu. Đó là em trai của em mà. Anh biết đó là em trai của em chứ. Cho nên anh cảm thấy bản thân mình quá cứng đầu. Nhưng mà lỡ đây là tình yêu thì sao? Bởi vì anh rất yêu em, quan tâm tới em, cho nên muốn lấy em làm của riêng. Di Dân à, em có thể tha thứ cho anh không? Khiến đỏ vẫn có thể kiên trì giữ kết quả 1-0 đến hiệp thứ ba. Cả đội nhờ vào một mình Bành Hiên Triết mà cầm cự, cuối cùng sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu sự bất ngờ đây. Hãy cùng nhau chờ đợi đi các bạn ơi. Anh Triết ơi, cố lên. Một đều rồi, người khiến đỏ đã tạo nên kỳ tích. Bành Hiên Triết, lòng chờ đợi giúp đỡ từ sau. Bành Hiên Triết, tôi yêu cậu. Mình yêu cậu quá đi. Nếu không phải người tiêu thần ngăn được thành viên đối phương, mình cũng không thể ghi bàn được. Cậu đừng khiêm tốn nữa, pha ghi bàn của lúc nãy quá tuyệt luôn. Sao thắng rồi vẫn lạnh lùng vậy? Đừng xa cách vậy chứ. Em trai của Di Dân cũng là em trai của anh. Em trai đã không phụ lòng mọi người như vậy.
Tối nay anh sẽ mời mọi người ăn bữa cơm thật ngon. Ở nước cơm. Yeah. Yeah. Lão đại sao bị thương nặng vậy? Ta sao không nói mình biết? Để một chút mình đi gọi bác sĩ chưa? Không trị hết được đâu. Để mình chọn ngày tới bệnh viện kiểm tra luôn. Cậu hứa cho mình nghe, khi nào có thời gian nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra. Cái này để lâu thành chấn thương là không chữa được đâu. Không sao. Đúng rồi, bữa liên quan tối nay mình không đi đâu. Yên tâm đi, để mình thay cậu uống rượu cho. Cậu phải ăn nhiều protein lên để hồi phục lại cơ bắp mới được. Hơn nữa, bạn trai của chị đã nể mà cậu mời cái đội đi ăn rồi. Cậu là nhân vật chính mà, tụi mình ngại quá trời. Nhưng mà người đàn ông đó làm mình cảm thấy không thoải mái. Mình luôn cảm thấy anh ta không thật lòng với Di Dân. Ừ.心事坠落。